Rồi một chiều riêng mình thái tử, ngài đang nhìn tư lự tính toán. Trên hiên sẵn có cung đàn, Gia Du bèn lấy đặt ngang cửa vào. Để mặc gió rì rào di chúc, đang bồng ngân mấy cuộc tân kỳ, có nhiều phong vận lâm ly. Nhưng đây gió đã nói gì cùng ôi muôn dặm phong trần đêm ngày phiêu bạt, ôm biết bao quốc nghẹn mong ngày thấu được. Muôn ngàn đau sầu nhân loại nghe lòng rối như tơ vò, ngày đêm ta cố sầu đau buồn, ôm nỗi đau trong dạ như nào nào ai hay. Chiến trường muôn người phơi thay, do đây chỉ dừng phút giây. Đêm ngày trước ngàn đại dương, ơi ơi bao lệ đôi xương ấp cao tràn ngập uất nghẹn. Ngài ơi thâu cùng nỗi đau trong dạ muôn dặm, người ơi thâu cùng gió chăng. Người thắng mạnh yếu thì đành phải thua. Qua giấc mộng công nương bừng dậy, thuật lại điềm vừa thấy chim bao. Tình duyên
dân chung một trời tư quang. Thái tử ơi, cơn ác mộng vừa qua, tiếp đây bàng hoàng thổn thức vang vang. Bên tai nghe muôn vàng trong điện canh thâu, tiếng bò trăng rong xa xa vọng lại, và thấy chiếc áo cầm bào rơi dài, tim tiếp đây tê tái nghẹn ngào. Đành sao ai ơi thấu chân nỗi lòng, giờ còn giây phút tay cầm tay ta nhìn nhau xót đau, tim lòng tê tái thủy dung sắc son thâm. Chìm đắm giữa ba đào, nàng ơi tim ta đang quất nghẹn sôi trào, cầu nhiệt quyết bừng lên ngọn lửa thúc giục mình dội dã nhanh chân. Lòng tiếp đây vàng nổi cân phân, biết làm sao cho đôi đường vẹn vẹn. Hiền thê ơi, nàng ấy vào trong ngơi nghỉ, đừng để cho thần khí hao mòn. Hiền thê ơi, nàng đâu có biết sức thời gian mãnh liệt vô thầm tàn phá triền miên, làm bao thất vọng đau phiền chúng sanh. Đêm đã khuya, xin phép thiếp vào trong ngươi nghỉ. Nàng vào trong ngươi nghỉ đi, kẻo trời khuya thấm lạnh. Trong đêm ấy khi nàng vừa ngủ, ngài nghe như vũ trụ kêu gào.
Thái tử quyết tìm ra phương thuốc đó. Trong tối tăm mới có ánh đèn, quảng chi đồi núi khó khăn, bể trầm lớn lấp gió bằng mới. Tử ơi, chàng đâu rồi? Thái tử, thái tử ơi, thái tử, thái tử, chàng đã đi rồi. Tất đạt đa chàng ơi, thiếp đã biết chàng sẽ ra đi tầm chân lý. Thiếp đã nhờ Sa Nặc chuẩn bị sẵn yên cương, nhưng vợ xa chồng sao khỏi nhớ thương. Chàng có biết không, cõi lòng của thiếp đây đạt đà trên vàng bước đăng trên. Thiếp sẽ hy sinh hạnh phúc của riêng mình để cho chàng yên tâm mà tầm chân lý, không dương dân buộc nàng trong trọn lòng chung thủy sắc son, đời chờ ngày chàng tìm xa ánh đầu. Thiếp sẽ nhủ khuyên phụ dương và mẫu hậu, nuôi dạy con thơ sớm được nên người, cầu nguyện cho chàng thân tâm an lạc và sớm đạt thành chánh quả cứu nhân sinh. Sau khi rời khỏi hoàng cung, thái tử đã ra đi tìm ra chân lý, mở ra ánh đạo từ bi. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã đem ánh đạo vàng, hoằng quá dân du đồ người vô số, đắc nên đạo vàng. 80 tuổi nhập niết bàn, đời đời Phật pháp trần gian lưu truyền. Chúng con mọi miền
đạo từ bi. Thank you.
ngài làm sao vui phòng loan yên ấm. Ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Xin giới đức tân phu hoàng để con đi thăm thần dân, đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng, hồi ra mới biết ai rồi cùng qua thời gian tiêu pha. Thân già còng lưng này xa nặc kia con người, vì sao run rẩy nằm có tiếng rên quặn đau, lòng ta xót xa giường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bệnh căn, ai ai cũng dướng vào dòng khổ đau. Hỡi ơi sao tượng đá sao nằm trở trơ, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian vậy đầy đau khổ, thu lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, vợ đẹp con xinh, giữa khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân. Trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cỏ, dòng A Nô Ma giữa đêm trường tình mệt. Tái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn ếch tài tạp chứng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa có lòng vì còn vướng mắt tử sanh. Ngài vượt rừng lên núi tuyết tịnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, cần khổ suốt sao nằm nền thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hạnh đói khát không phải là mục tiêu đạt đạo,
phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô Nan Đà và Ba La dâng sữa, được bà Long Dương cung dường bát cháo nhũ mi. Dưới cõi Bồ Đề vững thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, văn Phật Thích Ca đấng giảng toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm nội dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm bùng ngộ trượt, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Qua bất diệt nở trên vườn hoa sinh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.